sách mới tự đan ra thành lông cáo chăn do tầm thủ dệt luôn. Tầm thủ dệt nó đan trong 4 năm ngày hết tơ thì nó tự quá sâu của nó kia. À đấy à, ừ, hay nhỉ. Đây tự lên ra tơ tầm ở đây. Ừ, hay nhỉ. Tầm nhà tơ đấy. Đây nó nhả ra thành tơ đây này. Đây là từng khay một xong là làm luôn trăm. Trăm khay này á. Đâu? Đâu? Trăm là cái nào? Bán chân vẫn làm. Cái gì không? Bán là bao nhiêu một cái khay này bán được. Thế tôi cũng bảo phải bán cân vẫn làm. Cái này không, ta không bán. Bán là bán vải, người ta đang giới thiệu. Đây là cháu mang ra để trưng bày để giới thiệu. Cái này trong cái nhà tơ. Vâng, nó nhà không, từ cái này với kén kéo. Con kén thế này mới kéo. Con kén thế là ươm ra sợi để dệt ra các loại khăn vải. Đây này các bà ăn con nhộng. Con này thật là cái này nó thành tranh chắt luôn à? Không, nó thành cái đây, nó thành cái tấm này. Cái này xong rồi luôn tẩy cho anh một tiếng con sẽ giả nó để ra thành cái bông đi bà. Ờ, thay nhỉ. Nó nhả tơ làm luôn chăn này. Nó làm luôn chăn đấy. Đấy thì đi đây thì bán đây này. Đây là 268 nén rồi bà. Hơn 300 thì cháu hết rồi. Không hay là hay là nó tự nhiên nó đã giãn ra như này rồi. Mình phải thả vào chứ. À. Đang dệt đấy, thành một tấm luôn đấy. Dệt vải. Thế xong thành trăm này. Đến 5 giờ là vừa.